Phật dạy, siêng năng làm năm việc này, vừa tích đức, vừa cải được số mệnh. Đức Phật dạy, đức năng thắng số. Đầu năm dù bạn đi xem tướng số bao nhiêu lần, chắc hẳn thầy tướng số cũng không nói với bạn những điều này. 1. Hiếu thảo. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Chữ hiếu đứng đầu trong các hạnh. Làm tròn chữ hiếu thôi, phúc đức của bạn đã sâu dày rồi. 2. Chung thủy vợ chồng. Vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không tổn hại hôn nhân của người khác. Có như vậy, cuộc đời bạn mới hạnh phúc. 3. Khiêm tốn. Cổ nhân có câu hậu đức tái vật. Có đức dày sẽ có được mọi thứ. Muốn nâng đỡ được vạn vật thì phải đặt mình dưới thấp. 4. Không sát sinh. Sát sinh là con đường ngắn nhất, hủy hoại phước đức và tự chuốc lấy quả báo. 5. Làm việc thiện. Người có lòng thiện lương, biết bố thí giúp người thì trời Phật sẽ mở tương lai sáng cho người đó.